ý tưởng khi đi bơi tránh nóng. Hình thức vui chơi được nhiều người lựa chọn nhất trong mùa nắng nóng có lẽ là bơi lội. Đến với các hồ bơi, bãi biển là một cách để làm giảm bớt nhiệt độ rực lửa ngoài trời. Tuy nhiên, địa điểm này lại khá kén chọn những thứ mà bạn mang theo đặc biệt là các thiết bị công nghệ. Dưới đây là một số thiết bị công nghệ có khả năng chống nước để bạn thoải mái sử dụng khi xuống nước. Loa di động chống nước. Đây là một thiết bị không thể thiếu nếu bạn cùng đồng bọn của mình cùng trốn nắng ở hồ bơi, biển hay đặc biệt là trong những buổi pool party đập tan cơn nóng. Chiếc loa này sẽ giúp cho buổi đi chơi được sôi động và vui vẻ hơn. Người dùng có thể tham khảo hai chiếc loa khá tiêu biểu về khả năng chống nước tốt, âm thanh hay, pin lâu, đó là Euron 2 và JBL Flip 4. Tai nghe chống nước. Nếu không đi cùng bạn bè nhưng bạn vẫn muốn vừa thả mình trong làn nước mát, vừa hòa mình cùng những bài nhạc yêu thích đồng thời cũng không muốn làm phiền những người xung quanh thì bạn nên sở hữu một chiếc tai nghe chống nước. Một số tai nghe chống nước người dùng có thể tham khảo như Sony MDR-XB9, bác sĩ Bose Sound Sport Free, NuFox BE Lite Bar, điện thoại thông minh. Hiện tại trên thị trường đã có rất nhiều thiết bị smartphone được trang bị tính năng chống nước nên người dùng sẽ có nhiều sự chọn lựa khi mua thiết bị này. Nhiều người tuy sắp xếp được thời gian để đi bơi giảm đi sự nóng bức, nhưng công việc vẫn bận rộn và đòi hỏi phải duy trì liên lạc thì một chiếc điện thoại thông minh sẽ là thiết bị quan trọng cần được mang theo bên mình. Một số smartphone có khả năng chống nước người dùng có thể tham khảo như SAMSUNGGALAXIS10, iPhone, Smart, BlackBerry Motion. Camera kháng nước Những bức hình tung nước vui nhộn hay những màn lặn nước đầy nghệ thuật cũng là MOT điều thú vị có thể thực hiện nếu bạn trang bị cho mình một chiếc camera kháng nước. Loại camera có thể kháng nước đa phần là những dòng camera hành trình. Người dùng có thể chụp hoặc quay lại những khoảnh khắc vui vẻ bên dòng nước mát. Vậy là có thể một công đôi việc khi vừa trốn được cái nắng chói trang lại vừa có được những bức hình hay những thước phim để sống ảo. GoPro Hero Session, Garin Verb XE, Sony SDA, AS200VR là một vài cái tên người dùng có thể tham khảo. Vòng đeo tay theo dõi sức khỏe chống nước Nếu mục đích đi bơi của bạn không chỉ là để trốn nắng mà còn muốn rèn luyện sức khỏe thì vòng đeo tay theo dõi sức khỏe là món đồ cần mang theo. Chiếc vòng này sẽ giúp người dùng theo dõi quá trình bơi hay quá trình di chuyển tập luyện thể dục thể thao trong mùa hè này. Một số vòng đeo tay thông minh có thể tham khảo như Xiaomi Mi Band 2, Fit Flats, Fitbit Flex 2, như Quỳnh, Nguyễn Quang.